cũng rất là hoan nghênh gặp lại thầy. Dạ, và đây là thôn Liên Hóa của xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Dạ, thì con cũng là một người con quê hương của Tuyên Hóa thôi, chứ con cũng không phải là người ở đây. Dạ, thì thực ra mà nói là con cũng nắm bắt được tình hình là ở đây ngập lụt là đã bị cô lập là 2 ngày. Thì dân họ ở đây không có thực phẩm và không có nhu yếu phẩm để sử dụng hàng ngày, cho nên là con cũng kêu gọi các đoàn từ thiện về đây để giúp đỡ bà con. Thì hôm nay cũng rất là hoan hỉ được gặp lại đoàn và gặp lại thầy. Thì cũng rất là trân trọng những cái tình cảm mà thầy và đoàn đã gửi đến cho thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa hôm nay ạ. Dạ, con cũng là giáo viên nhưng mà thực ra con không ở xã này, con ở cách đây là 20 cây. Thì con kêu gọi cho xã ở đây một chút, bởi vì là vùng ở đây là họ ngập nặng hơn ở vùng tụi con. Cho nên là cũng mong các đoàn về đây là hỗ trợ thêm cho xã và cho huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình của cả con ạ. Dạ. Tới con cảm ơn thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thay mặt hội từ thiện chùa Phúc Tân, xã Phúc Tân, thị xã Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên được sự dân duyên, thì thầy cũng về tại huyện Tuyên Hóa, đấy là huyện gì? Dạ, huyện Tuyên Hóa. Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Có chúc lòng thành gửi đến bà con, thì thầy cũng chúc cho chị Tuyền và tất cả bà con ở đây luôn luôn được sức khỏe và công việc luôn luôn được hành thông. À, như là phờ. Thì ở đây là có như ở cái chia sẻ của cái thôn Liên Hóa, ở đây thôn Liên Hóa tại đoàn thiện nguyện đã về tại thôn Liên Hóa, thì đúng là sau khi mà trận lũ, đúng là một trận lũ về đấy, thì đúng là bà con là luôn luôn là đoàn kết giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn ở đây, bởi vì ở đâu nguồn nước sạt lở rất là lớn. Cho nên là bởi vì sạt lở ở dọc bờ sông Danh ở này này rất là lớn, cho nên và cái dòng chảy ở đây là nước là chảy xiết, cho nên là cũng là rất là ảnh hưởng đến cái đời sống của bà con nhân dân rất là nhiều. Cho nên cũng mong rằng ở đây qua cả cái đoàn từ thiện và cả cái nhà hảo tâm cũng mong rằng để giúp cho người dân thôn Liên Hóa trong cái lúc hoàn nạn khó khăn để sớm ổn định cuộc sống và là có cái đời sống ổn định, thì cũng thay mặt cho lãnh đạo thôn, cấp ủy chính quyền, lãnh đạo thôn xin cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn các đoàn thiện nguyện đã quan tâm giúp đỡ bà con trong những cái lúc khó khăn hoạn nạn như thế này. Bởi vì thôn Liên Hóa là một cái thôn là đầu nguồn nước, một cái thôn đứng đầu nguồn nước bị dòng chảy rất là lớn, bởi vì dòng chảy nước chảy rất là xiết, bởi vì nhiều nhà có những cái công trình lớn thì cũng đã là bị nước là cuốn trôi, cho nên cũng rất là vất vả cho là bà con trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên cũng rất mong rằng sự quan tâm giúp đỡ của các đoàn thiện nguyện, của là các nhà chùa, các sư thầy để đi quan tâm giúp đỡ là cái nhà lãnh đạo thôn cũng như bà con nhân dân trong thôn sớm ổn định cuộc sống đi vào là làm ăn. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Dạ, hôm nay thì nhà chúng em cũng xin thay mặt cho bà con ở thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã nhận được những cái tấm lòng của bà con ở miền Bắc đã gửi gắm cho bà con ở miền Trung trong những cái ngày lũ lụt ngày hôm nay. Thì hôm nay là bà con ở Liên Hóa đã nhận được những cái món quà rất là quý giá của tất cả bà con ở miền Bắc. Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng của bà con ở miền Bắc đã gửi về cho miền Trung ạ. Miền Trung cố lên! Phật tử giàu lòng nhân ái,
được cùng chung tay với thầy đã mang những cái tấm lòng của cả nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng như là cá nhân của bạn ấy đến đây, thì thực ra là những cái giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc, là khi mình đã có một phần nhỏ bé để cùng chia sẻ với đồng bào miền Trung. Và đây là những giọt nước mắt hạnh phúc là khi bị thiên tai được, đã được cả nhân dân, được các nhà hảo tâm, được các tấm lòng thơm thảo đã không bỏ rơi và đã có những cái tình cảm những tình cảm đến để sưởi ấm lòng bà con sau trận lũ, sau thiệt thòi thiệt hại, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nên là tất cả mọi người mong sao mọi người ở đây sớm bình phục để ổn định cuộc sống và giữ gìn sức khỏe. Thay mặt cho hai bên, một giọt nước mắt cho đi và một giọt nước mắt nhận về, được thay lời cảm ơn và cảm ơn bà con ở đây. Mong bà con sớm ổn định cuộc sống ạ. Xin cảm ơn ạ. Nguyễn Minh Tuấn. Tuấn Hoài. Tuấn Hoài. Võ Đông Tháo. Võ Đông Tháo. Chia sẻ với tất cả bà con nhá. Rồi, tuyệt vời lắm.